Alo các bạn, có ai ở đó không? Alo. Alo. Ja, wie geht's euch denn? Hallo bạn Giang Thu, Lê Thu Giang oder dạ. Hallo bạn Tí. Hallo bạn Bạch Hà Nhã Chi. Hi. Các bạn có nghe thấy mình nói không? Hello các bạn. Danke schön, bạn Nguyễn nghe. Mir geht's gut. Danke dir. Hello. Bạn Pháp Vũ. Hello, bạn Thảo Trang. Hi. À, bên này cũng lạnh em ạ. Hôm nay cũng rất là lạnh. Nhưng mà cả ngày chị không ra đường. Ở trong nhà thì không lạnh lắm. Yeah, good. Mình thấy có một bạn ở trên hỏi mình một câu là về học ở Tây Đức hay là học ở Đông Đức ha. Cái câu hỏi này hình như là cái buổi livestream trước mình cũng có trả lời các bạn rồi á. Thực ra thì nó tùy thuộc mỗi vào cái sở thích của mỗi người. Cũng rất là khó nói, tại vì hầu như là từ trước đến nay thì mình chỉ sống ở bên Tây Đức thôi, và mình thấy cuộc sống ở bên này rất là, nói chung là rất là tốt và cũng rất là có dễ kiếm việc. Đấy là một cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Còn ở bên Đông Đức thì mình cũng không sống ở đó nhiều nhưng mình cũng không so sánh được. Tuy nhiên thì theo một cái khách quan mà nói thì bên thành phố, các bang ở bên Tây Đức thì về kinh tế thì mạnh hơn là bên Đông Đức. Cái nào? Chị nói nhiều đi. Chị nói nhiều nhưng mà chị không biết nói cái gì hết. Các bạn có gì, các bạn cứ hỏi đi. Hello bạn Niu Chan, bạn sắp qua Đức rồi à? À mấy bạn qua? À, hôm nay nghe tốt hả Thảo Trang? That's good. Bạn Lê Thu Giang rồi đó. Bạn định học ngành Informatics. Ngành này thì ở bên Đức cũng rất là có nhu cầu. Thì tuy nhiên thì với con gái thì mình cũng chị cũng không biết như thế nào. Thì informatics cũng có, chị nghĩ là cũng có rất là nhiều trường cũng rất là mạnh về ngành này. Có thể nói ví dụ như là trường LMU ở München chẳng hạn, Munich. Em thử tham khảo xem. Hello bạn Công Anh. Trời ơi, vừa mới gặp nhau tuần trước mà. Ở đó. Hello bạn Back Hobbies Christian. Ok. Bạn ở trên U-Bahn hả? Thế thì chắc là phải đợi về nhà mới nghe được ha. Bạn Nguyễn Minh Ước, chắc sao bạn lại không nghe được nhở? Chắc là bạn chờ một chút về cái đường truyền của nó. Hello Thùy Trang. Bạn Mai Phùng ơi, chị cũng không biết là chị sẽ có định cư ở Đức hay không nữa. Nhưng mà hiện tại thì
Chị con có công việc ở bên này thì chị cũng cố gắng để mà mình đi làm thôi, thì không biết là tương lai sẽ như thế nào. Chị cũng không nhất định là phải định cư ở bên nước đâu nha. Miễn là mình tìm được một cái công việc ở bất cứ một nơi nào đó mà mình cảm thấy là mình phù hợp với cả năng lực của mình. Rồi, chị không biết hát tiếng Đức. Chị không biết hát tiếng Đức. Sorry. Đang cờ bạn Lê Thu Giang. Bạn Việt Anh ơi, về những ngành kinh tế thì chị cũng không 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 chắc đâu, tại vì chị không học ngành này. Em thử lên hội sinh viên hỏi các anh chị khác xem. Ok. Hello bạn An Nguyễn. Chị thấy trường Augsburg khá là tốt. Chị học bachelor ở đấy. Và chị thấy Augsburg, thứ nhất có một cái lợi thế đó là nó ở bang Bayern, một cái bang mà chị rất là thích, bởi vì kind of đúng. Chị cũng không biết được nó, nhưng mà chị rất thích bang Bayern. Và Augsburg là một thành phố mà cũng khá là gần München. Nếu mà đi đi tàu á, thì mình chỉ mất khoảng 30 phút là đến được München. Đi ô tô thì có thể nhanh hơn. Và ở Augsburg thì chi phí nhà cửa này, sinh hoạt cũng không đắt đỏ như ở trên München. Và chị thấy Augsburg là một cái sự chọn rất là tốt, khá là tốt. Có một cái nữa đó là Augsburg thì rất là quan tâm đến các sinh viên nước ngoài, có rất là hay, có rất nhiều học bổng của trường dành cho các sinh viên nước ngoài có thành tích học tập tốt cái nào. Và chị thấy thành phố đó cũng 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 cái cơ hội mà mình kiếm việc name job part time job, làm thêm khi mình đang đi học thì cũng không không khó khăn đâu. Nên là chị thấy thành phố này cũng rất là thích. Hello bạn Thanh Hùng. Hello bạn Thi Hoàng. Em đọc cái bài viết đó của chị rồi hả? Đang chờ em. Hello Thomas Nguyễn. Hello. Chị thấy học ở bên Đức, bạn Đỗ Quyên, chị thấy ở bên Đức học ngành dịch vụ du lịch thì cũng ok. Thứ nhất thì việc học ở bên Đức nó không bị đắt đỏ như ví dụ em học những ngành này bên Thụy Sĩ hay là các nước khác. Em không phải, bên Đức em không phải trả học phí. Rồi mọi chi phí nó cũng so với cả nhiều nước khác thì chị thấy là nó rất là ok, rất là rẻ hơn rất là nhiều rồi. Và cái bằng cấp của nó cũng được công nhận nữa. Và chị thấy là cái ngành này, ngành du lịch cũng cũng có khá là nhiều cơ hội nghề nghiệp ở bên Đức. Tuy nhiên với một điều kiện là em phải có khả năng ngôn ngữ tốt nha. Hello bạn Đặng Đức Việt. Bạn Bạch Hà Nhã Chi. Chị không học ở Berlin nhưng mà chị cũng có biết hai cái trường này, FU có nghĩa là Freie Universität, còn TU tức là Technische Universität, tức là FU là một cái trường mà nó cho rất là nhiều ngành chung chung á, còn Technische Universität TU là trường chuyên về kỹ thuật á, theo chị biết là như vậy. Guten Tag bạn Trần Sơn Bắc. Bạn có một bạn hỏi chị về học y hay là sinh học ở bên Đức. Học y hay là sinh học hả?
Nha, chị cũng không. Các bạn toàn hỏi những ngành mà chị không có tí kinh nghiệm nào hết. Nhưng mà chị chỉ có thể đưa cho em một cái sự tham khảo thôi. Theo như chị biết á, thì ngành y ở bên Đức cũng rất rất là khó để mà có thể xin vào, tại vì ngành y thường là ngành giới hạn, với giới hạn người học, và có rất nhiều người Đức phải chờ rất là nhiều năm thì mới có thể có được một cái suất học ở trong trường. Và hầu như là có những người mà tốt nghiệp bằng bằng trung học loại xuất sắc 1,0, là cao nhất, tức là 10 trên 10 rồi á, cũng chưa chắc là đã được nhận 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 vào trường để học đâu. Nên là nhà cái bước mà để được nhận vào học nó cũng đã khó rồi, nên là em có thể hiểu được là để mà có thể tốt nghiệp được nó sẽ khó như thế nào nữa. Cảm ơn bạn Lan Anh nha. Guten Tag. Hello bạn Trang Dương. Bạn Dương hỏi mình về hỏi hỏi chị về một cái việc đó là viết house arbeit. Oh God, nein, ich hasse house arbeit. Morphologie về Pluralbildung. Bạn có vẻ như là bạn học Germanistik oder Sprachwissenschaft rồi đó, kiểu như là ngôn ngữ học á. Em đang học ở trường nào? Chị thì tất nhiên là chị đã làm rất 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 là nhiều house arbeit rồi. Lúc mà chị mới vào học như em á, chị cũng không có một cái chút kinh nghiệm gì về viết house arbeit, wissenschaftliche Arbeit, có thể nói là bài luận khoa học. Thì chị thì không may mắn phải học một cái ngành mà rất là hàn lâm, rất là kiểu như là lý luận rất là nhiều, viết rất là nhiều. Đó, thì house arbeit là thường xuyên thì phải viết, hầu như học kỳ nào chị cũng phải viết tầm khoảng 2-3 cái house arbeit, mỗi bài khoảng 15 trang. Và đối với sinh viên quốc tế, theo chị thấy thì nó sẽ là một cái rất 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 là khó, bởi vì mình không được học cái kỹ năng này ở Việt Nam, trong khi đó các bạn Đức thì các bạn được rèn luyện từ trong phổ thông rồi. Mình thì khó nhất đó là ngôn ngữ, tiếng Đức không phải là tiếng mẹ đẻ của mình này. Rồi cái ngôn ngữ mà mình phải viết trong house arbeit là một cái ngôn ngữ khoa học, tức là nó không phải là ngôn ngữ dùng hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày không ai nói kiểu như thế cả. Và làm như thế nào để mà mình có thể học được những cái kỹ năng đấy trong một thời gian ngắn nhất, bởi vì mình không phải là sinh viên nước ngoài thì mình sẽ được cho nhiều thời gian hơn hay là như thế nào đó, mà tất cả mọi người thì sẽ như nhau nhé. Bởi vậy nên là cái bài house arbeit đầu tiên của chị ấy, chị cũng không nhớ nữa, nhưng mà bây giờ chắc mà đọc lại thì cảm thấy rất là xấu hổ. Tuy nhiên thì mình tất cả phải đi từ thấp lên cao đúng không? Thế nên là cái lời khuyên mà chị có thể dành cho em bây giờ á, đó là em hãy lên thư viện của trường mình, hoặc là lên trên mạng, em vào cái trang, ví dụ như là trang housearbeit.de, thì em có thể thấy được, tham khảo được rất là nhiều những cái house arbeit về chuyên ngành của mình. Và em sẽ có thể có một cái nhìn tổng quát, đó là một cái house arbeit, cái bố cục nó như thế nào, nó bao gồm những cái phần gì. Và em có thể xem là cách người ta viết dẫn dắt vào house arbeit như thế nào nữa. Thì ở trên đấy thường là nếu như em muốn đọc hết toàn bộ cái house arbeit thì em phải mua. Tuy nhiên chị nghĩ là em không cần thiết phải mua đâu, nếu như em chỉ cần xem cái cách viết văn của người ta như thế nào, tham khảo đó, xong rồi em search trên mạng á, hoặc là em lên trường của em lên thư viện, em search là house arbeit hay là wissenschaftliche arbeit oder so weiter, thì em sẽ tìm được những cái đầu sách, những cái sách tham khảo, để trong những cái sách đó em sẽ biết
anh có thể đọc được là một cái house apparatus thì nó sẽ như thế nào. Và nó có những cái mục gì, thông thường là sẽ có mục einleitung, tức là dẫn dắt mở bài nữa. Rồi sau đó phần thân bài và phần kết luận. Và phần nữa rất là quan trọng đó là phần ghi nguồn nhá. Tức là ở bên Đức rất là quan trọng đó là việc khi mà em viết một cái house arbeit thì em phải dẫn dắt được cái nguồn mà mình lấy cái thông tin đó ở đâu. Đó, cái đấy rất rất là quan trọng, bởi vì ở bên Đức cái việc mà đạo văn ấy, là một cái rất là kinh khủng. Và nếu như mà trong một cái bài tốt nghiệp của em mà người ta phát hiện ra là em lấy một cái thông tin nào đó mà em không dẫn chứng ra thì có thể em sẽ bị điểm, tức là không, và có thể có nguy cơ bị đuổi học kiểu như vậy. Tức là mình ở Việt Nam thì mình không có nghĩ là nó có thể kinh khủng như vậy, nhưng mà ở bên Đức nó hoàn toàn khác, và mình cũng bắt buộc mình phải thích ứng theo. Và em cũng có thể là đọc đọc những cái sách chuyên ngành của mình á, đọc những cái sách chuyên ngành của mình và tìm ra cho mình một cái chủ đề thật là hay thì cũng hơi khó, mà chị nghĩ là một cái chủ đề mà em có một cái sự quan tâm ở trong đó, thì cái việc tìm được một cái đề tài để viết ấy, nó cũng rất là khó. Và thường là cái house arbeit thì mình chỉ có giới hạn trong những cái trang nhất định thôi, mình không được viết dài, viết lan man, thì nó bắt buộc em phải có một cái trọng tâm, tức là một cái Fragestellung, một cái câu hỏi nhá. Câu hỏi mà khi mà trong cái quá trình mà làm cái bài house arbeit đó, và em sẽ tìm những cái dẫn chứng, cái thông tin để trả lời được cái câu hỏi đó, đó là một cái rất là quan trọng. Ok nào, và sau đó khi mà em viết xong á thì em hãy nhờ bạn bè của em để đọc, để check lại hôm em nó. Thì chị nghĩ là em cứ thử, đối với cái bài đầu tiên mà em viết, em cứ thử trong cái khả năng có thể của mình, và những cái bài viết tiếp theo thì em có thể rút được kinh nghiệm và em cũng có thể viết được tốt hơn, chứ không ai có thể làm cái gì đó perfect ngay từ đầu cả. Fina Folk. Bạn Hà Linh học kinh tế như thế nào? Chị cũng không biết được, chị cũng học kinh tế chị cũng không biết. Chị thấy thường là ở bên này người ta học BWL, tức là Betriebswirtschaft, you know. Bạn Thanh Hiền Hà ở đó, dạ. Ngành công nghệ sinh học chị nghĩ là ở bên Đức rất là cũng rất là tốt, và cái cơ hội nghề nghiệp cũng cũng cao. Chị nghĩ như vậy, cái ngành đó cũng khá là khó học nữa. Và chị nghĩ là công nghệ sinh học nghe nó hơi cao xa ha. Nhưng mà chị nghĩ đó cũng là một cái ngành cũng khá là hay. Bạn Đỗ Huyền, hello chị, em đang học tiếng Đức A1 mà phát âm thấy kém quá. Em toàn phát âm không có tiếng gió đằng sau. Em đang học A1 ở đâu? Thực ra thì không ai phát âm tốt ngay từ đầu cả, bởi vì tiếng Đức cũng có nhiều cái sự khác biệt so với tiếng Việt. Và chị nghĩ là cái điều mà em cần 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 quan tâm đó là mình phải có một thời gian một chút để mình rèn luyện cái khả năng phát âm của mình. Em hãy nghe nhiều, hãy nghe tiếng Đức nhiều nhất có thể. Em thể đi ngủ trong tiếng Đức cũng được. Mình đeo tai nghe lên, nghe bất kỳ một cái gì bằng Đức xong rồi mình ngủ kiểu như vậy. Tức là hàng ngày mình sẽ nghe tiếng Đức nhiều nhất có thể, mà kiểu như là mình đi vào trong giấc mơ của mình được luôn á. Thì lúc đó thì em có thể có một cái Sprachgefühl, tức là một cái cảm nhận ngôn ngữ nữa. Và sau đó thì em hãy tập hàng ngày, ví dụ mình tập trước gương nữa. Cái âm trong tiếng Đức có rất nhiều cái âm bật, âm p nữa, hay là âm sh nữa, hay là nó kiểu như vậy, và có rất nhiều cái âm bật, và
thường là mình quen từ tiếng Việt á, mình sẽ khi mà mình bê nó vào trong tiếng Đức thì mình sẽ không 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 sẽ quên mất cái việc là mình có những cái âm như vậy trong tiếng Đức, thì không còn cách nào khác là em phải tập luyện thôi nhá. Thì trong một thời gian, sau một thời gian tập luyện thì em sẽ thấy là mình sẽ cái khả năng phát âm của mình nó sẽ được tốt hơn. Bạn Nguyễn Thảo Trang, chị cũng vẫn dạy online nhưng mà hiện tại thì chị cũng chưa sắp xếp được thời gian em, bởi vì bên sorry các bạn vừa bị mất kết nối. Và bao giờ mở được lớp thì chị sẽ thông báo với các bạn trên ông Facebook nha. Sorry em, chị không biết hát tiếng Đức. Bạn Huyền Trân, lấy được bằng B2 hả? Chị nghĩ là cũng là khó đấy. Nếu mà em tự học thì nó sẽ còn lâu hơn, có thể là sẽ lâu hơn. Tuy nhiên nếu như mà chị lấy một cái ví dụ nha, em học tiếng Đức ở viện Goethe thì em một khóa học ấy, nếu em học theo một cái gọi là lớp học bình thường nữa, tức là không phải là cấp tốc hay là siêu cấp tốc gì đó, thì trung bình khoảng 1 tháng rưỡi, em cần khoảng 1 tháng rưỡi cho một trình độ. Tức là em có thể nghĩ là từ A1 cho đến B2 nữa, thì em cần A11, A12, A21, A22 và B1, B11, B12 và B21, B22. Ok, em cần khoảng 8 khóa để đạt đến trình độ B2 và mỗi khóa tầm khoảng 1 tháng rưỡi thì em có thể nhân lên. Và nếu như mà em học trong cái khóa siêu cấp tốc thì có thể là thời gian sẽ được rút ngắn lại nửa, tuy nhiên là cái áp lực nó cũng sẽ tăng lên. Và nếu mà chị đặt bản thân mình vào cái hoàn cảnh như vậy thì chị nghĩ là chị cũng không biết chị có học được không. Hello Minh Thúy, nè, chị không hát được tiếng Đức. Hello bạn Alina Kukuskina, bạn định học tiếng Đức ở Hanu ở đó. Ok, cái câu hỏi này của bạn thì chị cũng đã có từ rất là lâu rồi, từ khi mà chị mới bắt đầu học tiếng Đức rồi. Đấy là năm 2005, khi mà chị chuẩn bị vào cấp 3 và lớp 10 thì lúc đầu á, chị có thề là từ bé đến lớn, không phải từ bé cho đến cái lúc đó, chị không bao giờ chị nghĩ là chị sẽ học tiếng Đức và chị sẽ sang Đức, sẽ làm giáo viên tiếng Đức. Không bao giờ chị nghĩ đến cái trường hợp đấy cả. Thế nhưng mà năm mà chị thi vào chuyên ngữ ấy, vào chuyên ngoại ngữ thì có thêm tiếng Đức với tiếng Nhật. Xong rồi chị cũng không nghĩ là chị sẽ học tiếng Đức. Thế nhưng mà mẹ chị là người mà động viên chị học tiếng Đức, mặc dù trong nhà chị không ai có gì đó liên quan đến nước Đức cả. Thì mẹ chị rất là hâm mộ người Đức, bởi vì người Đức rất là thông minh, rồi mấy cái sản phẩm made in Germany kiểu đó, kiểu rất là hâm mộ nước Đức kiểu như vậy ấy. Thế xong rồi mẹ chị bảo là hay là con học tiếng Đức đi đó. Thế xong rồi mẹ chị cho chị đăng ký thi vào tiếng Đức, và chị cũng may mắn là chị đỗ vào tiếng Đức rồi. Sau đó thì có nhiều người cũng hỏi mẹ chị là trời ơi sao cho học tiếng Đức làm gì, nó học tiếng Đức làm sao mà xin được việc kiểu như vậy. Thế nhưng mà mẹ chị thì cũng không quan tâm đến bất cứ một cái lời nói nào hết, và mình cứ đi theo con đường của mình thôi. Và cho đến bây giờ, cái thời điểm hiện tại, và chị cảm thấy như là đấy là một cái sự chọn rất rất là sáng suốt. Và chị nghĩ là nếu như mà chị không học tiếng Đức và chị không 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 đi sang Đức thì chị sẽ không đạt được, không thể có được những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời trong suốt 7 năm, hơn 7 năm qua của chị ở bên nước Đức. Và chị thấy là nước Đức mang lại, nước Đức và tiếng Đức mang lại cho chị rất là nhiều cơ hội, và trong cuộc sống
Và chị nghĩ là em không cần nghĩ nhiều đến cái việc là mình biết tiếng Đức, mình học tiếng Đức có phí thời gian hay không, và cái cơ hội nghề nghiệp của mình sau khi học xong có hay không. Chắc chắn là có. Tuy nhiên, nó đòi hỏi cái yếu tố đó là em, cái khả năng của bản thân em đến đâu. Đó. Và thứ hai đó chính là cái sự nhanh nhạy của em. Tức là mình không thể nào mình ngồi một chỗ và người ta mang cái công việc đến cho mình được, mà em hãy active lên, em hãy năng động lên và em hãy chịu khó tìm hiểu nữa. Thì có rất là nhiều những cái công ty họ cũng cần những người tiếng Đức, hay là cái là cái công việc giảng dạy cũng vậy. Nếu như mà em có một cái đam mê thì chắc chắn là em sẽ đạt được những cái thành công, nếu một khi mà em kiên trì và cái con đường của mình. In a funk. Bạn Linh ơi, chị không thử được đâu em, tại vì chị không biết hát. Bạn Phương Nguyễn sắp thi test us. Ok. Phần test us. Hình như hồi trước chị không có thi cái này. Tuy nhiên là chị nghĩ là em cũng có thể tìm trên mạng những cái bài thi mẫu á. Em thử làm xem rồi sau đó em có thể biết được là cái trình độ của mình đến đâu nhá. Và cái phần C test thì người ta chủ yếu là người ta test cái khả năng cái vốn từ vựng của em. Và em hãy cố gắng mở rộng trau dồi cho mình cái vốn từ vựng nhiều nhất có thể. Tức là mình đọc báo chí hàng ngày này. Có thể là có trong những cái đề cái test, cái đề bài nó có những cái chủ đề liên quan tới những cái vấn đề xã hội hiện tại chẳng hạn. Nó thì em hãy nắm vững những cái kiến thức mà mình đã học được ở trên lớp, và sau đó thì nếu như có thời gian thì em hãy chịu khó tìm đọc đọc báo chí, như là đọc ở trên Deutsche Welle, là cái trang dw.de á, thì em có thể đọc được những cái tin tức về những cái sự kiện trên thế giới hiện tại, thì chị nghĩ là có thể là nó sẽ hữu ích được cho em. Đó. À, anh Kỳ Phạm Hồng, anh là kỹ sư viễn thông, năm nay 43 tuổi, thì em nghĩ là thực ra thì tuổi tác nó cũng không là vấn đề gì lắm. Tuy nhiên cái điều quan trọng đấy là để mà kiếm được việc làm bên Đức là mình phải rất là giỏi tiếng Đức. Không chỉ cần biết mà phải giỏi tiếng Đức. Và cái bằng cấp của mình ở bên Đức thì em nghĩ là bên Đức thì cũng rất là khó để mà được công nhận. Hồi trước mà em học xong một năm đại học ở Việt Nam rồi, em vẫn phải sang bên này em học lại dự bị để em thi lấy cái bằng tốt nghiệp. Bởi vì bằng tốt nghiệp ở Việt Nam bên Đức không công nhận, kiểu như vậy. Chứ bằng cấp ở Việt Nam thường là bên này không công nhận. Thế nên là để mà có thể nói là kể cả anh có bằng cấp ở Việt Nam, có kinh nghiệm làm việc bao nhiêu năm đó, thì cũng khá là khó để mà sang Đức mà mình tìm cái công việc tương tự như vậy. Guten Tag, Linh Nguyễn. Thảo, Nguyễn Thảo Trang, em muốn nghe cái gì cơ? Chào Diệp Anh. Chào Minh Thúy. Bạn Thành Tấn ơi, trường kỹ thuật bên Đức nào tốt nhất thì chị cũng không biết được đâu em. Kỹ thuật thì chị nghĩ là München, TU München, hay là TU Berlin cũng ok nhá. Hai trường đấy cũng rất là nổi tiếng. Em lên mạng có thể xem cái Hochschul Ranking á, em có thể so sánh được cái đánh giá về các trường, tham khảo ở đó. Bạn Nguyễn Hữu Cường, bạn có hai con đang học bên Đức, lớp 2 và lớp 3, thì bạn muốn hỏi là mất bao lâu thì có thể hòa nhập được với các bạn ở bên này.
Tức là hai con bạn không sinh ra ở Đức, ở Đức. Thì mình cũng có thể hiểu được là nó sẽ khó khăn như thế nào để mà các bé hòa nhập được. Khó khăn nhưng mà cũng không phải là không thể. Bởi vì trẻ con thì hòa nhập rất là nhanh. Và thông thường là ở bên Đức sẽ có những cái lớp mà để mà có thể để hỗ trợ cái tiếng cho những cái học sinh nước ngoài, học sinh nhập cư. Và mình nghĩ là nó còn tùy thuộc vào cái khả năng của con bạn. Tuy nhiên thì người Việt Nam nói chung á, có được một cái sự cái ý chí rất là lớn và một cái sự chăm chỉ nữa, nên là người Đức rất là quý người Việt Nam ở cái điểm đấy, và các con em của những người Việt Nam. Ok, sorry mọi người, vừa bị mất mạng. Tức là con em những người Việt Nam mà mình biết ở bên này á, thì học có một cái học lực rất là tốt. Và có thể là thời gian đầu các bé sẽ cảm thấy khó khăn, bởi vì phải ngồi trong lớp học mà học nghe giáo viên nói một cái ngôn ngữ mà mình không hiểu mấy. Bởi vì ví dụ như là có thể là giao tiếp hàng ngày ở ngoài đường thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì khi mà học á, mình phải học môn toán này, khoa học này, những cái môn mà nó đòi hỏi một cái khả năng ngôn ngữ chuyên ngành, thì đối với các bé thì có thể nó sẽ khó. Tuy nhiên là bạn có thể nếu như mà mình có điều kiện á, mình có thể là thuê thêm gia sư về để phụ đạo thêm cho các bé về ngôn ngữ chẳng hạn. Thì để mà tiết kiệm thì bạn có thể tìm gia sư là đang là sinh viên. Mình nghĩ là như vậy nhá. Thì các bé hòa nhập rất là nhanh, hầu như hòa nhập rất là nhanh, và tầm khoảng mình nghĩ là tầm khoảng 2-3 năm chẳng hạn đó, thì có thể là các bé sẽ không gặp vấn đề gì đó. Tuy nhiên thì nó còn tùy thuộc vào mỗi người nữa nhá. Nói về nghề điều dưỡng thì hôm nọ mình cũng có chia sẻ với các bạn rồi. Thực ra thì mình cũng không biết gì về cái ngành này cả, không biết gì. Đó là một cái, tức là một cái đã là nghề rồi, tức là mình sang đây mình học nghề á, người ta sẽ cho các bạn học một cái đào tạo một thời gian, và sau đó các bạn sẽ đi làm việc ở trong những cái trung tâm cho người già chẳng hạn đó. Thì cái công việc này các bạn cũng có thể kiếm được tiền, và có thể các bạn sẽ thấy là cái số tiền này khoảng nó lớn, nhưng mà lớn so với Việt Nam thôi, chứ còn bên Đức thì nó cũng không là gì hết. Và mình nghĩ là những cái người trẻ á, thì mình cũng không biết là các bạn thấy cái công việc này có attractive không, tức là có hấp dẫn hay không. Thì bản thân mình thì nếu mà mình là người trẻ thì mình nghĩ là mình cũng sẽ suy nghĩ lại, bởi vì nghề này thì nó cũng không có tương lai cho lắm. Dạ. Các bạn chỉ có thể đi làm sau đó kiếm tiền thôi. Còn cái cơ hội thăng tiến các thứ thì mình nghĩ là cũng sẽ hơi khó. Đấy là cái ý kiến chủ quan của mình. Hallo Nguyễn Nga. Ja, also wie viele Stunden lerne ich am Tag? Also, momentan gehe ich schon arbeiten. Also ich bin kein Student mehr, ne? Also ich lerne so gut wie gar nicht. aber, also... Ja, also mal lese ich Zeitungen oder höre ich Videos auf Deutsch, ja, also schaue ich Videos auf Deutsch und so, genau, also, ja. Bạn Thủy Tiên, em năm nay 16 tuổi,
Em sang Đức được hơn 1 tháng rồi, tuy nhiên em không biết tiếng Đức. Ok, chắc là em sang dạng kiểu đoàn tụ với gia đình đúng không? Vì sao mà em không học tiếng Đức ở Việt Nam từ trước? Nếu như mà em mà không biết tiếng thì cũng rất là khó cho em trong cái việc hòa nhập ở cuộc sống bên này, hay là tìm kiếm cơ hội việc làm nhé. Chị thì không có ở trong cái hoàn cảnh của em, không có trải qua những cái hoàn cảnh đó. Chị sang bên này thì trước khi chị sang, chị đã học tiếng Đức khoảng 4 năm rồi, và chị sang là chị cũng đi học đại học. Thì để mà có thể nói là đối với một người như em mà đang ở Đức mà không biết tiếng Đức á, thì không có cách nào khác là em phải đăng ký một cái khóa học tiếng Đức thôi nhá. Cái khóa học ở Fachhochschule này, một cái trung tâm nào đó gần chỗ em ở chẳng hạn nhá, thì em sẽ học cần tối thiểu là ít nhất là B1 cho em, để em có thể giao tiếp gọi là căn bản. Rồi. Và theo chị được biết, nếu như mà em 16 tuổi thì em bắt buộc em phải đi học đấy. Ở bên Đức là có một cái quy định, tức là tất cả thanh thiếu niên nào mà dưới 18 tuổi là phải bắt buộc phải đến trường, không kể em là người quốc gia nào. Chị không biết là hiện tại em còn đang đi học ở trường nào hay không. Dạ, Mai Phương Hoàng. Chị nói về nghề nhà hàng khách sạn, chị không biết gì về cái ngành này hết. Thực ra cái ngành này hầu thường là học về Ausbildung, tức là học nghề thôi. Dạ. Em có rất là nhiều cái trường học nghề. Em có thể xem là Berufsschule, nhá, Berufsschule ở bên Đức. Thì em có thể tìm xem là cái trường nào nó có dạy về cái ngành này. Bạn Mi Bùi, em đang học ở Việt Nam nhưng mà học đại học Việt Nam, đam mê nấu ăn. Thực ra ở bên Đức thì học nghề khó, chị nghĩ là cũng sẽ có nhé, cũng sẽ có, và thậm chí là có nhiều cái restaurant, tức là những cái nhà hàng người ta cũng mở dạy nghề luôn. Thì chị cũng không 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 hiện tại chị cũng không rõ về cái ngành này. Tuy nhiên thì chị có thể khẳng định là có học được, và em thử tìm hiểu trên mạng xem những cái trường dạy nghề á, Berufsschule, xem là người ta có cái ngành này không, và em liên lạc trực tiếp với trường xem là cái điều kiện để mà mình được nhập học là gì. Và sau đó thì em hãy lên kế hoạch và mình đi học tiếng Đức nhé. Hello bạn An Nguyễn, chị ơi, học ở chương trình Master bên Đức bằng tiếng Anh thì có tốt không? Và em nghe là nhiều người nói là chương trình tiếng Anh thì không chuyên sâu lắm. Thực ra chị không học bằng tiếng Anh nên là chị cũng không biết được. Tuy nhiên thì rồi nó còn tùy thuộc vào cái ngành em học là gì và cái trường em học là trường nào. Chị nghĩ là học bằng tiếng Anh ở bên Đức thì cũng có, ngoài cái mặt lợi thế là em không phải đóng học phí nhiều như ở các nước khác ra, và thì còn cũng có khá là nhiều cái hạn chế mà mình cũng phải cân nhắc. Đó là những cái người mà sorry mọi người, những cái giảng viên dạy em là người Đức, thì khi mà họ nói tiếng Anh thì tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, nên là nó cũng sẽ có nhiều cái hạn chế về mặt diễn đạt. Chị nghĩ là như vậy.
Và những cái em sẽ ngồi trong lớp cùng với những cái sinh viên người Đức. Có rất là nhiều người Đức muốn cũng học master bằng tiếng Anh. Và giảng viên người ta nghĩ là ok, mình sinh viên mình là người Đức, và đôi khi là họ cũng có thể nói tiếng Đức với nhau. Và em ngồi lại bảo gì vậy, em không hiểu được. Thì ngoài ra thì những cái chương trình về master thường là những cái chương trình mà mới được xây dựng, tức là sẽ không phải là, tức là mới, và khi mà họ thử nghiệm thì chắc chắn là sẽ có những cái điểm hạn chế của nó, và trong cái quá trình mà họ thử nó sẽ xảy ra. Thì đó cũng là một cái mặt mà mình cần cân nhắc. Nữa đó là ở trường học ấy, thì em có quyền, nếu là sinh viên em có quyền được tham dự những cái lớp dạy về cái kỹ năng chuyên, cái kỹ năng mềm, ví dụ nhá, là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng xin việc này, rồi cái kỹ năng đàm phán, kỹ năng rất là nhiều cái kỹ năng, và chị thấy cái lớp học này rất là hay. Tuy nhiên là hầu như là đều là bằng tiếng Đức, và thế nên là khi mà em học master tiếng Anh ấy, thì cái chương trình học của em, cái sự lựa chọn môn học của em nó rất là hạn chế ấy, ở những cái môn học trong cái khoa của em thôi, học tiếng Anh thôi. Đó thì đấy là những cái điểm mà chị nhìn thấy được. Seattle thì chị nghĩ Seattle là một cái ngành, à quên, một cái thành phố nó khá là nhỏ, thế nên là chị nghĩ là chi phí nó cũng không đắt đỏ lắm. Nhưng mà Seattle thì chị, nếu như chị là em chị cũng sẽ không nghĩ là chị sẽ học ở đây. Chị thi Hoàng có đó. Chị ở Đức 5 năm rồi mà nghe hiểu thì còn rất là chậm, nghe hiểu phản xạ thì rất là chậm. Có thể do lúc trước chị học tiếng rất là dát, không dám nói nhiều vì sợ sai. Giờ đi làm nhiều, đi làm không có cơ hội nói tiếng Đức nhiều, vì ngày học ngành của chị dùng tiếng Anh. Em có thể chỉ cho chị cách cải thiện phản xạ nói tiếng Đức được không? Ok. Thế là cái này em nghĩ là cũng khá là khó ha, bởi vì chị không có một cái môi trường để chị thực hành. Nếu như mà chị học tiếng Đức mà hàng ngày chị đi là làm chị chỉ dùng dùng bằng tiếng Anh thôi á, thì cái cơ hội mà cái khả năng mà chị nghe nói phản xạ được nó rất là thấp, bởi vì cái gì mình muốn giỏi được thì mình cũng phải luyện tập. Mình phải thực hành nhiều. Thì tuy nhiên thì chị có thể cải thiện bằng một cách là mình kết bạn với những người Đức nhé. Không biết là xung quanh chị có những cái đồng nghiệp người Đức nào không? Ví dụ chị có thể kết bạn với họ này, chị có thể đi ăn với họ, rồi tức là mình làm cái việc gì đó ngoài công việc thì chị có thể sử dụng tiếng Đức với họ. Đôi có thể ban đầu là những cái câu rất là đơn giản thôi. Wie geht's dir? So, was machst du am Wochenende? Und so weiter. Những cái câu rất là đơn giản thôi, và có thể chị nói rất là chậm chẳng hạn. Thì tuy nhiên thì nếu như mà chị có cái contact nhiều với người Đức ấy, thì chị sẽ có cơ hội thực hành nhiều. Và em nghĩ là chỉ có cách đó thì cái khả năng nghe nó phản xạ của chị nó mới tốt hơn được thôi. Chứ còn nếu mà mình cứ học trong sách vở ấy, rồi sau đó mình để ra một chỗ và mình không dùng đến, thì chắc chắn là nó sẽ bị, cái kiến thức đó nó sẽ rất là bị quên một cách nhanh chóng. Mình nói nhiều mình đau họng quá. Chị dự bị ở trên Berlin thì chị cũng không biết được. Em chị nghĩ là cũng có thể khó lắm, tại vì Berlin là một cái thành phố nó lớn. Thì cái số người mà muốn có nhu cầu học vào ấy, muốn xin vào thì rất là cũng nhiều, bởi vậy nên là cái cạnh tranh nó cũng sẽ có. Tuy nhiên là em thử làm thử cái đề thi thử của cái trường đó xem.
Bạn Nguyễn Phương, ngành kinh tế sau này có khó xin việc không? Chị cũng không biết được. Chị cũng nói rồi, xin được việc hay không á, nó còn tùy thuộc vào cái năng lực của em này và cái khả năng tiếng Đức của em nữa. Bạn Hoàng Minh, em định sau khi sang Đức em và thi đỗ dự bị ở trường Leipzig, em định sẽ đi làm thêm vào cuối tuần để tự trang trải cuộc sống và không xin thêm từ gia đình. Điều này là có khả thi và ảnh hưởng đến việc học không ạ? Hai em, đi làm thêm vào cuối tuần là một cái điều mà rất là bình thường đối với sinh viên ở bên Đức. Tuy nhiên thì chị cũng sẽ phải nói trước với em đó là cái việc đi làm thêm vào cuối tuần ấy mà để có thể mà trang trải 100% chi phí mà sinh hoạt và học tập của mình ở bên này là một cái điều khá là khó. Bản thân chị không làm được cái điều đấy. Chị không biết em như thế nào, tuy nhiên thì khi mà em cũng phải nên xác định đó là học bên Đức không hề đơn giản và nó đòi hỏi một sự tập trung rất là lớn và một cái sự đầu tư thời gian và công sức một cách nghiêm túc, chứ không phải là mình vừa học vừa chơi mình ra trường đâu. Có thể là xin vào thì dễ, nhưng mà để mà tốt nghiệp ở bên Đức thì là một cái vấn đề cũng rất là lớn. Và nếu như mà em nghĩ là em sẽ đi làm thêm đó và em trang trải mọi chi phí cho em, thì em sẽ phải xác định một điều là cái thời gian cho việc học của em nó sẽ bị giảm đi đó. Khi là em là một thiên tài hay là cái gì đó mà cần mà chỉ cần nhìn qua một phái là hiểu ngay á, thì chị không nói làm gì. Tuy nhiên là như bản thân chị á, thì mình muốn học mà mình hiểu được thì mình phải dành một cái thời gian, ví dụ như là sau khi em học xong em phải về em lên thư viện em đọc sách, em tìm tài liệu, em nghiên cứu đó, thì cái thời gian đó cũng sẽ bị phải dành cho việc học đó. Còn khi mà em đi làm cuối tuần á thì thường một tháng em phải kiếm được khoảng 400 500 thôi, còn tùy thuộc vào cái chi tiêu của em tiết kiệm như thế nào nữa thì có thể là đủ. Tuy nhiên tuy nhiên thì người trẻ mà cũng rất là thích đi chơi, mua cái này mua cái kia đó, thì chị nghĩ là đối với cái số tiền mà em đi làm thêm cuối tuần ấy thì trang trải được 100% mọi thứ thì cũng khá là khó, khá là khó nữa. Từ khi em là sống là cực cực kỳ tiết kiệm. Gửi trái tim nha. Latte macchiato, chị không biết gì về ngành kinh tế bên Đức đâu. Chị chỉ biết là có rất là nhiều bạn cũng muốn học ngành kinh tế, thế nên là nhiều người học ra trường cũng khó xin việc. Ok, sorry các bạn. Rồi cái mạng của mình bị nó bị wifi kém á. Thì chị đang mình đang trả lời câu hỏi của bạn Latte Macchiato về kinh tế, về ngành kinh tế. Thì chị nghĩ là học kinh tế thì về những cái ngành mà toán nhiều á thì sinh viên Việt Nam rất là giỏi. Tuy nhiên là có những cái ngành mà có những cái môn học về toán nhiều thì sinh viên Việt Nam rất là giỏi. Tuy nhiên là có những cái môn học khác nó nhiều về ngôn ngữ hay là tương tự như vậy á thì cũng sẽ là khó khăn với các bạn. Và có một cái điều nữa đó là khi học về kinh tế thì mình không bắt buộc là mình phải giỏi ngoại ngữ, giỏi tiếng Đức nhiều, vì những cái học kinh tế thì có những cái khái niệm chuyên ngành kinh tế này vân vân á, thì khi mà chị thấy là có nhiều bạn học kinh tế ra ấy, thì cái khả năng tiếng không không được tốt đâu. Bởi vậy nên là cảm ơn bạn Lương Minh Thắng nha. Vi Nguyễn ơi, kinh nghiệm học B2 của chị thì chị cũng không nhớ đâu. Thực ra thì chị học B2 nhưng mà chị không có thi.
chị thậm chí là hồi chị còn ở Việt Nam ấy, chị học đến tận C1 cơ, nhưng mà chị học thôi, nhưng mà chị không có thi. Tại vì là cái điều kiện để mà sang học dự bị ở bên Đức ấy, chỉ là đến B1 thôi, thì chị học đến C1 thì để học cho biết thôi. Còn nếu mà thi á, thì em chị cũng không biết là nó sẽ như thế nào cái kỳ thi đó. Thì em có thể lên cái trang web của Goethe và em sẽ tìm được thấy rất là một vài những cái bài thi mẫu của B2, em có thể tự làm xem nhé, canh thời gian cho mình tự làm, xong rồi mình xem kết quả xem là cái khả năng của mình đến đâu. Còn thông thường cái việc học á, thì những cái kinh nghiệm học thì chị cũng đã chia sẻ rồi, là kinh nghiệm chung chung thôi nhé. Còn em hãy tự tìm cho mình cái phương pháp học mà theo em là phù hợp nhất với bản thân em. Bạn Nguyễn Đình bảo: Hai chị dạy tiếng Đức cho người nhập cư phải không? Trong những người đó có nhiều người du học nghề, học nghề không ạ? À? Em đang học ngành cơ khí và học tiếng Đức để xin du học nghề. Em không biết khi có bằng B2 rồi có dễ được các công ty bên Đức nhận dạy không, nên hơi hoang mang. Em nhận 1 triệu người. Ồ, cái tin nhắn của bạn hơi bị dài ha. Thực ra thì có rất là nhiều người nhập cư ở bên này muốn học nghề, họ đi học tiếng Đức để họ tìm được một cái công việc nào đó. Và chị nghĩ là những cái công việc mà công việc chân tay á, lắp ráp cơ khí này nọ rồi, chứ chị nghĩ là cũng sẽ có nhá, cũng sẽ có. Và ở bên Đức nó cũng có một cái gọi là cái sở của nhà nước ấy, mà để giúp cho mọi người tìm kiếm được việc làm ấy. Thì em cũng có thể tìm kiếm cái sự hỗ trợ ở đó mà cũng sẽ có thể giúp em. Và ở bên Đức này thì không không thiếu cơ hội việc làm đâu, và chị nghĩ là ngành cơ khí là cũng cái ngành cũng 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 được rất là nhiều người quan tâm, và cũng sẽ không không hiếm cơ hội việc làm cho em. Bảo Trân ơi, chị nói to lắm rồi và chị cảm thấy hơi bị đau họng rồi cơ. Mai ông Trần muốn chị nói về điều gì? Chị cũng không biết là chị nói tiếng Đức nhưng mà mọi người ở đây có hiểu được không? Nên chị cũng không biết nói về điều gì. Hey, Nguyễn Thảo Trang. Em muốn học điều gì hả chị? Bạn Trần Bích Ngọc ơi, chị có một số bài hát bằng tiếng Đức á, và có phụ đề ấy, chị cũng đã chia sẻ với mọi người trên Facebook rồi. Em có thể tìm lại những cái bài đăng ở dưới ấy, thì em có thể thấy được những cái bài hát đấy. Bạn Nguyễn Hữu Cường có hỏi là giờ đoàn tụ thì cần A1 hay A2. Thì theo như cái thông tin ở Đại sứ quán Đức á, thì là cần ít nhất là bằng B bằng nào, bằng A1. Cái nào? Và mình cũng không biết là các bạn lấy đâu ra thông tin là phải cần A2. Các bạn nên tham khảo cái thông tin chính thức từ Đại sứ quán Đức là tốt nhất. Đúng như vậy. Học ở Việt Nam thì mình chỉ có thể luyện cái kỹ năng viết này, kỹ năng ngữ pháp, rồi kỹ năng những nói chung là những cái kỹ năng để mà đủ để các bạn đi thi được A1. Còn nếu như mà các bạn muốn đạt đến cái trình độ là mình nghe nói được với cả người Đức á, thì sang bên này các bạn sẽ phải học tiếp
lên trên cao hơn nữa. Với cả là mình trong một thời gian ngắn là mình đạt được cái tất cả mọi kỹ năng nữa thì nó cũng sẽ rất là khó. Bạn Iris, học phát âm thì chị nghĩ là có những cái website ví dụ như là trên DeutschVille hay là cái trang web của Goetheverlag mà chị cũng chia sẻ với các bạn ở trên Facebook rồi đấy, thì nó có những cái câu giao tiếp ngắn theo các chủ đề và em có thể nghe theo. Tốt nhất là em nếu mà em muốn biết là em phát âm đúng hay không á thì em hãy kết bạn với những người Đức xem nhé, và mình thử trò chuyện với họ, thử thử áp dụng để mà mình có một cái mình áp dụng được những cái mình học rồi. Tuy nhiên khi mà em mới học thì em không nhất thiết là em phải perfect, mọi thứ phải hoàn hảo ngay từ đầu, bởi vì cái điều đó là một cái điều khá là khó, khá là bất kỳ là khá là khó để thực hiện. Ví dụ như khi mình một đứa trẻ ấy, nó học cái tiếng mẹ đẻ của mình thôi thì cũng nó cũng nói sai, phát âm sai hay là nói sai từ chẳng hạn, thì khi đó người lớn người ta sẽ nhắc lại câu đó, người ta sửa lại dùng cái từ đúng hơn đó, thì sau đó dần dần cái đứa trẻ đấy nó sẽ hiểu được và nó sẽ sau này thì nó sẽ không nói sai như vậy nữa. Vâng, thì mình khi mà mình học ngoại ngữ cũng vậy, mình lúc đầu mình chắc chắn là mình sẽ có những cái mình không được hoàn thiện, mình sẽ nói sai, phát âm sai, dùng từ sai vân vân, đó là một điều hoàn toàn bình thường, em không cần phải nghĩ ngợi quá là nhiều đâu. Bạn Phạm Hoàng Linh, mình thấy một số ngữ pháp từ Đức rất lạ. Ví dụ như trạng ngữ chỉ thời gian, rồi đến động từ, đến chủ ngữ. Bạn bạn thấy lạ là lạ như thế nào? Mình thấy câu hỏi của bạn khá là chung chung, mình cũng không biết giải thích cho bạn như thế nào. Bạch Hà Nhã Chi, em định sau khi đại học thì tháng 10 sang học dự bị luôn, mà bây giờ mới bắt đầu học tiếng có kịp không? Tháng 10 em định sang học dự bị luôn đó hả? Chị nghĩ là cũng có thể được. Có thể được. Tuy nhiên thì sao em lại phải gấp gáp như vậy? Chị không nhớ không nhầm là nếu như em muốn học kỳ mùa đông ấy, thì em sẽ phải nộp hồ sơ từ hồi tháng 5 ấy, tháng 5 hay tháng 6 gì đó, khi mà em còn chưa thi đại học ở Việt Nam á. Chị nhớ là như vậy, tùy trường. Em thử tham khảo các trường xem là cái hạn nộp hồ sơ là như thế nào. Và khi đó ở Việt Nam mình đã thi xong đại học đâu đúng không? Thì chị cũng không biết là nó sẽ em nếu mà em có thể là mình kịp để sang học được kỳ mùa đông vào tháng 10 hay không? Thế không phải tháng 10 mà là giữa tháng 9. Hầu như là các trường học mùa đông là giữa tháng 9.
Tuy nhiên thì nếu như em học được nha, học từ bây giờ thì chắc là ok nếu như em học liên tục. Chị Đinh Thu, chị toàn học trước quên sau thôi à? Em cũng vậy. Em nghĩ là chị nên có thể là chị tìm cho mình một cái cách nào đó để học từ vựng một cách hiệu quả hơn, bởi vì để mà nói được, nghe nói được thì mình, cái từ vựng của mình nó cũng sẽ phải khá là tốt nữa nhá. Thì để nghe chính xác thì thông thường là khi mới bắt đầu học tiếng ấy thì mình cũng không thể nào mình nghe mình hiểu được 100% người ta nói gì đâu, và căn bản là mình cũng chị tức là chị chịu khó chị luyện tập, mình nghe những cái bản tin thời sự rồi nghe nhạc bằng tiếng Đức chẳng hạn, vân vân đó, hay là chị kết bạn với người Đức để mà chị có cơ hội để chị thực hành Thì dần dần sau một cái thời gian mình rèn luyện nhất định thì mình mới có thể cải thiện cái khả năng nghe nói của mình được. Trước đầu em cũng nghe nói rất là cũng tệ lắm. Bạn Lia Kim hỏi về cách ôn thi APS, kinh nghiệm phỏng vấn APS. Chị thi APS cách đây khoảng 8 năm rồi, 7-8 năm rồi. Thì hồi đấy chị thi thì chị cũng chỉ ôn lại những cái kiến thức chuyên ngành của mình ở trên trường đại học thôi. Đó, thì sau đó khi ở phòng thi thì họ cho chị làm, hỏi chị một vài cái câu hỏi này, tức là cho mình làm cái đề thi. Chị cũng quên mất là làm cái gì rồi. Sau đó thì họ phỏng vấn mình, nó giới thiệu bản thân để đó thứ, hỏi một vài câu hỏi về chuyên ngành mình học. Thì em thử lên mạng xem, tìm ở bên Đức những cái ngành mà giống như ngành của em á, thì để mình tham khảo những cái từ vựng cái chuyên ngành đấy. Thì khi mà mình vào phỏng vấn thì mình gặp những cái từ đấy thì mình sẽ không bị bỡ ngỡ. Kinh nghiệm phỏng vấn thì ngoài cái kiến thức của em ra thì em cũng cần phải chuẩn bị một chút về cái ngoại, tức là cái bên ngoài của mình, tức là trang phục này. Em mặc, hãy mặc trang phục, một cái trang phục đứng đắn, không mặc, không nên mặc quần jean hay là áo phông này nọ. Em mặc áo sơ mi rồi quần 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 tối màu á. Bên Đức thì họ rất là chuộng những màu tối, chẳng là vì trông nó lịch sự. Rồi em không 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 đi dép sandal hay gì, mà ví dụ như là em đi dép giày búp bê chẳng hạn, hay là giày gì đó nữa. Thì để cho mình có một cái sự lịch sự nữa, và tức là mình thể hiện là mình tôn trọng cái người phỏng vấn mình. Và em chuẩn bị cho mình một cái tâm tâm lý mà nó thoải mái thôi, không quá căng thẳng nhé. Yeah. Diệp Băng, em sắp thi A1. Thì chị cũng không có lời khuyên nào cụ thể cho em cả, bởi vì là cái còn tùy thuộc vào cái con đường trước đó em đã đi, tức là em đã học như thế nào. Em ôn lại những cái chủ đề mà em đã học, những cái từ vựng căn bản của cái chủ đề đó, rồi cái phương pháp, rồi sau đó em có thể em lên trang web của Viện Gớt á, em download những cái đề thi mẫu và em thử làm xem nhé. Chị cũng có chia sẻ về những cái đề thi đó ở trên trên Facebook và về cái blog blog của chị rồi. Chị nói thì cũng chưa bằng người Đức đâu em, bởi vì
mình có thể diễn đạt được và mình hiểu được người ta nói, nhưng mà có những cái từ, ví dụ như là người ta nói những cái từ địa phương á, gặp địa phương, hay là người ta sử dụng những cái câu mà thành ngữ, tục ngữ gì đó, thì mình cũng đôi khi là mình cũng cảm thấy là mình có thể hiểu sai ý của người ta hoặc là không hiểu. Thì nói chung là chị vẫn còn phải rèn luyện thêm. Chị Hà Thanh Nhung, học tiếng Đức như thế nào thì nhanh nhất? Câu hỏi này thì cũng nhiều người hỏi em rồi, nhưng mà em cũng không thể có một cái câu trả lời cho chung cho tất cả mọi người được. Nó còn tùy thuộc vào việc là mình học tiếng Đức để phục vụ cho cái mục đích gì, học trong cái môi trường nào. Đó. Ví dụ như là chị học tiếng Đức để mà sang Đức định cư thôi, thì nó đơn giản hơn rất là nhiều khi mà chị học tiếng Đức để mà sang Đức học đại học, học nghề vân vân. Đó, nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố và cái khả năng tiếp thu của mình nữa. Học tiếng Đức thế nào nhanh nhất thì nhanh nhất đối với chị như thế nào nhanh nhất? Nhanh nhất trong vòng khoảng vài ngày hay là vài tháng thì thực sự là học rất là vô cùng lắm. Bởi vì đặc biệt là học ngoại ngữ nữa, mình học cảm thấy như không bao giờ mình học đủ vậy á. Bản thân em thì học tiếng Đức khoảng hơn 10 năm nay rồi, mà mình cũng cảm thấy là mình vẫn có nhu cầu phải rèn luyện thêm nữa. Còn học nhanh nhất thì ví dụ như chị nói là học nhanh nhất để mà thi được cái bằng này bằng kia chẳng hạn, đó thì mình có thể đưa ra một cái mốc thời gian cụ thể được. Còn học để mà mình có thể nói nghe hiểu 100% thì nó đòi hỏi một cái quá trình rất là lâu dài và kiên trì. Những cái kinh nghiệm học á thì em cũng đã chia sẻ trên Facebook rồi, chị có thể tham khảo lại nhé, ở trên YouTube của em á, những cái vlog của em chị có thể xem lại. Vi Hoàng Lê muốn học, đang học lớp 11 mà muốn sang Đức học thì bây giờ có học kịp không? Em học từ bây giờ vẫn kịp. Thường là em, nếu mà em học, thậm chí em học 1 năm thôi á, cũng có thể thi được rồi. Nguyễn Thảo Trang muốn nghe bài Mouse Guys của chị à? Thực ra cái bài đấy là có một bạn hỏi chị là viết cái bài đấy sang lời Việt, à sang lời Đức được không, này nọ kia. Thì chị ok, hôm đấy chị có thời gian, thế là xong rồi chị ngồi chị nghịch thử, thế xong rồi chị chỉ chia sẻ trên Facebook với các bạn thế thôi. Bây giờ thì thậm chí chị cũng quên mất lời bài đấy như thế nào rồi. Với cả là hôm nay chị hơi bị đau họng. Thùy Trang hỏi về cái việc chuyển ngành từ G-Course sang V-Course rồi đó. Thực ra thì chị theo chị được biết ấy, thì cái điều đấy là có thể. Tuy nhiên thì không phải là trường nào nó cũng chấp nhận cho mình làm điều đấy. Có một cái trường chị biết là cho phép, nó biết là trường ở Hamburg. Nên moment. Ở Hannover, ở rồi. Nếu em thử thử tham khảo xem cái trường đó. Hay là những cái trường ở cái vùng sâu vùng xa. Tức là không ở trong trung tâm á, thì những cái trường nhỏ như vậy em thử hỏi xem là có thể được đổi hay không. Nếu em cần thì em có thể viết thư trực tiếp hỏi trường xem. Chứ những cái thông tin chính thức á, không bao giờ người ta nói là em được chuyển đâu. Bởi vì theo quy định là khi mà em học những ngành gì ở Việt Nam ấy thì sang Đức em phải học ngành như vậy. Tuy nhiên có những cái trường mà nó vẫn trông trước cho mình. Em thử liên hệ những cái trường đó xem.
Hallo Heiten, hallo New Do. Also hat dein Freund gesagt, Sing Deb, oder? Also, Dankeschön. Ở Sài Gòn thì chị không không sống ở Sài Gòn, chị cũng không biết được. Em thử tìm ở trên mạng xem. Ở Sài Gòn cũng có viện Goethe đó, nhá, Goethe Institute. Em thử hỏi ở xem là có cái khóa phù hợp với trình độ của em hay không. Hello Vũ Đình Trường. Phương Nguyễn, lúc mà chị mới sang thì chị cũng không hiểu giáo viên nói gì hết. Chị nghĩ nếu mà hiểu chắc là hiểu được khoảng 50% là giỏi rồi. Thế nhưng mà sang đến đến năm thứ ba ở bên Đức thì chị bỗng dưng không hiểu sao một ngày nào đó chị hiểu được tức hầu như đến 90%. Có thể là sau một cái thời gian mà em học cái ngành đó, cái môn đó, em nắm được những cái từ từ chuyên ngành đó, thì khi mà em lên lớp em sẽ nghe giảng, em có thể sẽ hiểu được, sẽ hiểu được nhiều hơn nhé. Hello Ánh Phạm, chị học ngành ngôn ngữ và giáo dục ở bên Đức. Chị nghĩ học về kinh tế thì trường nào cũng có về ngành kinh tế hết. Thì em nó còn tùy thuộc vào em thích ở những cái thành phố lớn hay là thành phố nhỏ. Thành phố lớn thì cái chi phí sinh hoạt nó cũng sẽ cao hơn. Học về kinh tế cho chị nhớ là học ở Constance. Constance. Nhưng mà học thì khá là khó. Tuy nhiên là trường đấy được đánh giá rất là tốt về kinh tế. Em học về Sozialwissenschaften là học về khối G, ngành xã hội học. Khối V là khối về kinh tế. Guten Abend, Nguyễn Phong. Chị đang ở Đức em. Hello Kids, em muốn sang Đức học ngành về tiếng Anh, ví dụ như ngôn ngữ Anh, marketing, quan hệ quốc tế, thì IELTS cần khoảng bao nhiêu và tiếng Đức thì bằng gì? Nếu như mà em học bằng tiếng Anh á, theo như chị biết thì bây giờ bên Đức thì cho học master bằng tiếng Anh thôi, chứ bachelor thì cũng hơi hiếm, hiếm trường cho bằng học bằng tiếng Anh. Thì nếu như em học master bằng tiếng Anh ấy, thì em không cần thiết phải học tiếng Đức đâu. IELTS thì chị cũng không rõ nữa, nhưng mà đấy các bạn bảo là mấy chấm đấy thì chị cũng không biết. Em thử lên trên mạng ấy, lên trang web của trường và xem là cái yêu cầu requirements của trường đấy như thế nào nhé. Miley ơi, chị nói về Uni Augsburg ở phần trước của video rồi đấy em. Em thử nếu như mà em quay lại cái phần đầu của video á thì chị có nói về trường đấy rồi. Lia Kim hỏi về việc chọn ngành học là ngành tâm lý học hay là nên học ngành kỹ thuật. Thực ra hai ngành này nó cũng hơi khó nhở, hai ngành không có liên quan đến nhau cho mấy. Ngành tâm lý học là một ngành cũng khá là thú vị. Tuy nhiên thì em phải xác định là cái khả năng ngôn ngữ của em sẽ phải rất là tốt nhá. Vì phần ngành đó thì sẽ phải đọc rất là nhiều. Khi mà chị học đại học ấy, học về giáo dục học thì chị cũng phải học những cái lớp về tâm lý học. Và chị thấy rất là thú vị. Học về bộ não của con người, học về nói chung là học về những cái mà nó mắt người không thể nhìn thấy được á, chị thấy nó rất là thú vị. Tuy nhiên thì để mà học được cái ngành đó nó cũng sẽ rất là khó đấy. Và nếu như em học mà em muốn xin được việc ở bên này á còn khó hơn nữa, bởi vì cái khả năng tiếng của em sẽ phải rất là tốt. Còn học về ngành kỹ thuật thì tiếng của em thì cũng không không cần thiết là phải perfect lắm, vì
kỹ thuật nó có rất là nhiều những cái nhánh khác nhau, và theo như chị hiểu á thì kỹ thuật ở bên Đức là một cái ngành mà cũng được rất là nhiều nhiều người lựa chọn, và cái cơ hội nghề nghiệp cũng rất là tốt, và thậm chí là những cái những cái công việc liên quan đến kỹ thuật cũng được trả lương cũng rất là ổn. Cảm ơn bạn Hà Nguyễn. Bạn Nguyễn Phong lấy bằng B2 ở Việt Nam rồi sang phải thi lại bằng, thì là thi lại cái gì cơ? Nếu như học B2 Việt Nam mà em sang em muốn học lên dự bị thì em sẽ phải thi vào dự bị. Đó, thì nó là như vậy thôi chứ không ai bắt em phải thi lại B2 cả. Informatic thì nhậu nhớ không nhầm là khối T á, khối technique kỹ thuật thì sao á, nhớ không nhầm là như vậy. Em có thể lên trang web của DAD Việt Nam em xem lại xem. Bạn Bùi Minh Anh, ngành kinh tế thì chị nghĩ là cũng không có yêu cầu gì đặc biệt đâu. Bạn ơi, cho mình hỏi làm sao cải thiện kỹ năng nghe. Bạn Trương Hiếu, nếu mà kỹ năng nghe của bạn ở 2 năm rồi mà vẫn chưa được tốt ấy, thì bạn sẽ phải tự, mình cũng không biết là bạn đang làm việc, đang sống ở trong cái môi trường nào. Nếu bạn sống trong một cái môi trường mà toàn người Việt Nam á, ngày này nói tiếng Việt Nam, thì cái kỹ năng nghe bạn chưa tốt thì nó là một cái điều nó khá là hiển nhiên. Thì không có cách nào khác là bạn sẽ phải trau dồi cái khả năng ngôn ngữ của mình bằng cách làm tham gia cái khóa học tiếng Đức này. Đó, rồi sau đó mình tức là mình kết bạn nhiều với người Đức, tức là mình để mà mình có thể sử dụng được cái khả năng, cái vốn kiến thức mình đã được học đó. Thì 2 năm thực ra nó vẫn không phải một thời gian quá là dài đâu. Thì bạn cũng cái việc mà bạn chưa nghe hiểu được gì nhiều nó cũng là một điều rất là bình thường thôi. Chị Kati Nguyễn, chị có người quen cũng sang Đức và học tiếng Anh. À, anh ấy ra trường và đã đi làm rồi, nhưng cũng có cái bất lợi vì đi bác sĩ thì lại cần người phiên dịch, giờ được ở Đức vĩnh viễn nhưng không biết nhiều tiếng Đức. Cái nó thì em cũng đã nói rồi là để mà hòa nhập được với ở bên Đức á thì mình bắt buộc mình phải biết tiếng Đức cứ nó. Còn mặc dù là mình kiếm được cái công việc nào đó thì nhưng mà mình cũng sẽ phải suy nghĩ một điều là ví dụ như là con cái của anh ấy đi học chẳng hạn, thì khi họp phụ huynh nó thì mà mình ngồi đó mình không biết tiếng Đức thì mình cũng không hiểu được cái gì hết, và hay là có vấn đề gì với con cái ở trường thì mình cũng không thể trao đổi được với cả giáo viên đó, thì cũng có chắc chắn là có những cái bất lợi. Clokis, em học ngành tiếng Anh ở bên Đức thì không mất học phí đâu em. Bên Đức trường không không hầu như các trường không thu học phí. Chỉ có là phí sinh hoạt của em thôi. Mai Hương Trần, em sang đây được 1 năm rưỡi rồi, tiếng cũng ổn. Bây giờ em 16 tuổi, chỉ cần nghĩ là chăm học thôi thì sẽ tốt nghiệp được. Also cũng rất là khó nữa. Weißt du, kein Lust hast. Wie kann ich dir dabei helfen? Thì
Nếu mà em nói như vậy thì không còn cách nào khác là em phải tiếp tục chăm chỉ hơn nữa thôi. Nếu như mà em không có điều kiện về tài chính á, thì em có thể thử hỏi xem là em có thể xin trợ cấp của chính phủ hay không. Tức là chính phủ sẽ trả tiền cho em để em đi học những cái khóa học ấy. Ừ, em thử hỏi ở những cái sở, hỏi Landkreisamt nhá, sở thị chính hay là cái sở sở lao động á, Arbeitsagentur oder so, nhá. Bạn Yến Nhi đang học ở Singapore nhưng mà muốn sang chuyển tiếp sang Đức đúng không? Thì thực ra thì em không nhất thiết là phải đi học bổng đâu. Tại vì ở bên Đức, cái phần bên Đức rẻ hơn bên Singapore rất là nhiều. Một năm em chỉ cần khoảng 8.000 euro thôi, để cho mọi chi phí và ở bên Đức học thì không mất học phí rồi, em chỉ còn mất phí sinh hoạt thôi, nó phí sinh hoạt này, phí ăn uống như nọ các thứ, rồi những cái chi phí cá nhân phát sinh của em thì em có thể hoàn toàn là em bù lại bằng việc em đi làm thêm cuối tuần vân vân đó. Thì nếu như mà chị chăm chỉ đi làm thêm á thì một năm chị ngoài cái số tiền 8.000 euro ra đó thì một năm chị nghĩ là gia đình chỉ phải chu cấp thêm khoảng 1.000 2.000 nữa thôi. Ừ, chị nghĩ với cái số tiền đấy ấy, là so với Singapore là rất 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 rất, rất là thấp rồi. Cái nào nếu như mà em cũng muốn xin học bổng thì em có thể tham khảo DAAD. Bạn dân Bùi có bằng B1 nhưng mà người ta bây giờ người ta đòi đòi hỏi mình bằng B2 á hả? Nhà nó sao đó. Thì chắc là em sẽ phải đi ôn đi học lên B2 xem nhá. Giang Miết muốn sang Đức học tiếng hả? Tức là học một cái khóa học tiếng Đức đó hả? Thì em chả cần bằng gì đâu. Em chỉ cần liên hệ với cả cái trung tâm mà em muốn học tiếng á. Thì họ sẽ có thể gửi thư mời cho em và em nộp cái thư đó đại sứ quán. Mục đích là sang học tiếng. Latte Macchiato muốn thi B2 hả? Chị cũng không biết tầm khoảng 5 có đâu rồi. Tùy thuộc vào cái tốc độ học của em. Còn thi đầu vào vào dự bị thì em sẽ nó sẽ có một cái kỳ thi. Còn sẽ diễn ra vào một cái lịch cụ thể nào đó mà trường sẽ thông báo cho em sau khi mà em đăng ký ấy. Thì em hãy lên cái trang web của trường. Thực ra là như thế này, tức là em chọn một cái trường đại học mà em muốn học. Sau đó thì cái trường đại học đó nếu như mà em vẫn chưa có bằng tiếng Đức đủ để theo học thì họ sẽ tự động chuyển em về một cái trường dự bị của bang đó. Và sau khi mà em nhận được cái su, cái tức là cái su lát dùng của cái giấy gọi đó thì em có thể đăng ký thi vào trường dự bị đó. Và trên mạng có rất là nhiều cái đề thi thử các trường dự bị á, ở trên trang web của DAAD Việt Nam. Thì em có thể lên đó và làm thử để đánh giá trình độ của mình nhé.
Và sau khi mà em học xong dự bị khoảng 9 tháng, em sẽ phải làm một cái đề bài thi, nó cứ tương tự như là đề thi tốt nghiệp phổ thông ở Việt Nam ấy. Và cái dựa vào cái kết quả đó, em có thể apply vào các trường đại học ở bên Đức. Chứ các trường đại học bên Đức họ không tính điểm tốt nghiệp của em ở Việt Nam đâu. Bùi Minh Anh đang học lớp 11 và muốn xin đi du học, thì em chỉ lưu ý là em càng học nhiều, càng học tốt tiếng càng tốt, và chuẩn bị các giấy tờ đầy đủ thôi như họ yêu cầu, đơn giản thế thôi. Và lưu ý là các lịch, gọi là các thời điểm nộp hồ sơ nhé, hạn nộp hồ sơ của các trường, để em nộp hồ sơ được đúng thời hạn. Vậy là ok. À, chị học dự bị ở Student College Nordhausen, ở trường Nordhausen. Hello Trần Thùy Trang. Lúc sang Đức thì chị hoàn toàn được ủng hộ thôi, không có vấn đề gì cả. Tại vì thực ra là chị cũng học ở trường đại ngoại ngữ, học khoa tiếng Đức, thì hầu như các bạn của chị học xong một năm là mọi người đi hết. Thì chị cũng, khi mà chị nói chuyện nói với bố mẹ thì cũng được ủng hộ thôi, cũng không có vấn đề gì hết. Còn chị không biết em như thế nào và sao các bạn của em lại phải dè bỉu và châm chọc em khi mà em có cái mơ ước là em được sang Đức du học. Chị thấy đó là một cái việc rất là bình thường. Đức là một cái đất nước rất là văn minh, có thể nói một cái cường quốc trên thế giới, vì sao mà lại không phải là Đức? Và nếu như mà em cảm thấy em thích nước Đức, em thích tiếng Đức và em muốn được trải nghiệm cuộc sống ở bên này, thì không có lý do gì mà em lại phải nghe vào những cái lời nói làm cho mình mất đi cái sự tự tin là như vậy cả. Và chị nghĩ là bây giờ thì em không nhất thiết là không cần thiết là em phải nghe những cái lời tiêu cực như vậy nữa. Tức là em hãy nếu như mà em thích, em còn em thích, thì em hãy tự tin vào cái lựa chọn của mình đó. Và nếu như mà em có một cái sự quyết tâm, sự kiên trì và một cái đam mê thực sự, thì chị chắc chắn là em sẽ thành công. Viên Phượng. Cảm ơn chị Lan Anh. À, bạn Germany Nguyễn, tiếng Đức không phải là dễ, không phải dễ học. Tuy nhiên thì nếu mà mình nghĩ là mình học chọn học tiếng Đức so với học những cái ngôn ngữ tượng hình như là tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, vân vân, thì mình nghĩ là mình vẫn chọn học tiếng Đức. Hello bạn Trải. À, chị đang ở vùng Baden-Württemberg. À, bạn Giang Vi ơi, học master thì nó có tùy thuộc vào ngành của em học và trường của em học. Và để mà có một cái thông tin cụ thể nhất ấy, thì em nên tham khảo ở trên trang web của trường. Đó. Abend. Em thấy bên Đức được miễn học phí đại học, vậy có cần học bổng không ạ? Chị nghĩ là không cần học bổng đâu, và thường là chị thấy học bổng bên Đức rất là ít, trừ khi là em đăng ký học bổng của chính phủ.
Em có nhận được học bổng của chính phủ, và thường học bổng chính phủ là em học xong thì em sẽ phải về Việt Nam. Em có thể tham khảo những cái học bổng ở DAAD á, Việt Nam xem. Chị Thuận Đinh ở đó, ở bên Đức không có học phí. Em cũng có thể giải thích theo cái ý theo theo cái hiểu biết của em thôi. Đấy là ở bên Đức thì cái gọi là cái phúc lợi xã hội nó rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì người đi làm ấy phải đóng thuế rất là nhiều. Hầu như là đóng thuế, không phải đóng thuế mà đóng những cái khoản xã hội khác nữa ấy, thì tổng cộng lại nó phải trừ đi tầm khoảng hơn 40-50% tiền lương. Bởi vậy nên là khi mà đi học ấy ở Đức thì có một cái đó là mọi người có quyền được đi học nữa, thì em nghĩ nó cũng rất là fair thôi, rất là công bằng khi mà chị đi học không trả tiền này, nhưng mà sau đó chị đi làm thì cái hàng tháng chị sẽ bị trừ đi cái số tiền trong cái tiền lương của chị, thì nó bù lại cái khoản tiền học đó rồi đó. Em nghĩ là đó là một cái lý do mà ở bên Đức thường là các trường không không thu học phí. Chị Nguyễn Bé Hằng, chị muốn học E2 hả? Chị, những cái tài liệu học á, những cái quyển giáo giáo trình của các nhà xuất bản thì em có tổng hợp lại và em đang ở trên Facebook hay là ở trên blog rồi đó chị. Blog là German for Vietnamese. Bạn Diệp Anh không có ý định du học Đức à? Cảm ơn bạn Trần Thùy Trang. Ừ, đúng rồi em. Đúng rồi bạn Trà, chị có tham gia cái project podcast của Uni Augsburg. Ok, cảm ơn cái câu hỏi của các bạn nha. Mọi người hôm nay đã tham gia buổi giao lưu với mình. Chúc các bạn một tuần làm việc thật là hiệu quả và có thật nhiều niềm vui nhé. Schöne Woche. Tschüss. Bis bald.